thấy gì từ bản án 15 năm tù đối với cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh? Đảng, nhà nước đang quyết liệt thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Nhiều vụ đại án kinh tế, tham nhũng đã được phát hiện, đấu tranh, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử. Hàng loạt cán bộ chủ chốt, nguyên là lãnh đạo cấp cao vi phạm bị xử lý hình sự với những bản án nghiêm khắc. Mới đây, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. Theo đó, bị cáo Vũ Liên Oanh, cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh lĩnh án 15 năm tù với hai tội danh vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Sau quá trình xét xử, hội đồng xét xử nhận thấy kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với 17 bị cáo tại vụ án là đúng quy định của pháp luật. Căn cứ quá trình xét hỏi tại tòa, chứng cứ điều tra, bào chữa của bị cáo và các luật sư, hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Vũ Liên Oanh và bà Hoàng Thị Thúy Nga, cựu chủ tịch công ty NSV, có quen biết nhau từ trước. Đến năm 2016, sau khi nắm bắt được chủ trương mua sắm trang thiết bị do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh làm chủ đầu tư, bà Nga đến gặp bà Oanh đặt vấn đề muốn trúng gói thầu theo giá do bà Nga ấn định từ trước và được bà Oanh đồng ý. Sau đó, bà Oanh đã giới thiệu bà Nga cho cấp dưới của mình, yêu cầu phối hợp trong việc thực hiện các thủ tục, lập, triển khai dự án và tổ chức đấu thầu. Với vai trò là đại diện chủ đầu tư, bà Oanh tạo điều kiện cho bà Nga tự lập 6 dự án, sau đó tham gia và trúng cả 6 gói thầu. Trong đó, hai gói thầu năm 2019 gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng. Sau khi trúng thầu, bà Nga đã hối lộ bà Oanh 14 tỷ đồng. Bản thân bà Oanh biết rõ việc làm trên là trái pháp luật, NSG Group không đủ năng lực nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới nhằm giúp công ty của bà Nga tham gia, trúng thầu, nhận số tiền 14 tỷ đồng từ bà Nga. Ngoài ra, bà Nga còn hối lộ cho ông Ngô Vui, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh 14,8 tỷ đồng và ông Hà Huy Long, cựu phó trưởng phòng 1,36 tỷ đồng. Tổng số tiền đưa, nhận hối lộ là hơn 30 tỷ đồng. Cũng theo hội đồng xét xử, mặc dù trong quá trình điều tra và thời gian xét xử tại tòa, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga không nhận tội nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác và nhân chứng, cho thấy có đủ căn cứ để chứng minh cựu chủ tịch công ty NSG đã đưa hối lộ các cựu lãnh đạo, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. Sau khi xem xét, đánh giá kỹ lưỡng hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Liên Oanh tổng cộng 15 năm về các tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Cùng trong nhóm nhận hai tội danh, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga bị tuyên phạt 20 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Đồng thời, hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo là cựu cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh gồm Ngô Vui 11 năm tù, Hà Huy Long 6 năm tù về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Ngoài ra, hội đồng xét xử tuyên phạt 13 bị cáo còn lại trong vụ án với tội danh vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, như tin đã đưa, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử từ ngày 10 tháng 10. Để cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được thành công hơn nữa, toàn diện hơn nữa thì cần phải xử lý triệt để được loại tội phạm này. Để làm được điều đó, chúng ta phải xác định đã có tham nhũng tiêu cực thì không thể loại trừ hành vi phạm tội đưa nhận hối lộ. Khi tiến hành điều tra, xử lý vụ án về tham nhũng, chức vụ cần tiến hành đồng thời việc điều tra hành vi đưa nhận hối lộ. Nếu phát hiện có dấu hiệu phạm tội phải quyết liệt, kiên trì điều tra, chứng minh tội phạm và xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tránh bỏ lọt tội phạm.